Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tàn dư bão Yagi sống dậy, Ấn Độ cuống cuồng chuẩn bị chống đỡ cuồng phong. Ghi nhận từ báo Người Lao Động, cảnh báo 72 giờ đã được ban hành cho một số bang của Ấn Độ khi tàn dư của bão Yagi có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong 48 giờ tới. Theo tờ India Today, vùng gió xoáy và tàn dư của siêu bão Yagi từng gây thảm họa cho khu vực Đông Đông Nam Á đã tăng sức mạnh đáng kể khi đi qua vịnh Bengal, nơi có vùng nước ấm thường là nhiên liệu cho các cơn bão. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng tàn dư của bão Yagi thể hiện kết cấu mạnh mẽ và đối lưu đáng kể, điều khiến nó dễ mạnh lên trở lại. Vùng gió xoáy này đã mạnh lên nhiều khi dần di chuyển về phía Tây và các mô hình dự báo của các cơ quan thời tiết Ấn Độ cho thấy nó có thể phát triển trở lại thành áp thấp nhiệt đới trong 48 giờ tới. Để chuẩn bị cho lượng mưa lớn và các rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo 72 giờ đã được ban hành cho các bang Tây Bengal, Jharkhand, Bắc Odisha và một số khu vực của bang Bihar. Trong khi đó, New Delhi dự kiến sẽ hanh khô trong ngày 15 tháng 9, kéo dài đến ngày 16 và một phần ngày 17 tháng 9. Sau đó có khả năng vùng áp thấp mới từ bão Yagi sẽ chuyển hướng về phía thủ đô Ấn Độ và gây mưa từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9. Ngoài kịch bản di chuyển về phía New Delhi, áp thấp nhiệt đới này cũng có thể yếu đi và tan biến khi di chuyển vào Madhya Pradesh. Kịch bản cuối cùng của nó có thể di chuyển về phía Nam hướng tới bang Rajasthan, sau đó tiếp tục đường đi về phía Tây. Một tuần siêu bão Yagi càn quét gây tàn phá nặng nề cho Đông Nam Á. Theo báo Dân Trí, trong tuần qua, Yagi đã di chuyển khắp khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, gây thiệt hại nặng cho các khu vực mà nó đi qua. Bão Yagi được coi là cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm 2024, đã gây ra sự tàn phá trên khắp miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á trong tuần qua, khiến nhiều người thiệt mạng. Cơn bão này có đặc điểm là lượng mưa lớn và gió mạnh, gây ra thiệt hại lớn về người và của. Đầu tiên, cơn bão đổ bộ vào Philippines, nơi nó cướp đi sinh mạng của 16 người và gây thiệt hại 4 triệu đô la Mỹ. Sau đó, Yagi tiếp tục di chuyển về phía Tây, càn quét qua miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về tài sản. Siêu bão tiếp tục đi qua Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Lào, gây ra lũ lụt lở đất khiến hàng trăm người thiệt mạng. Gần một tuần sau khi cơn bão đổ bộ, nhiều khu vực ở miền Bắc Việt Nam và miền Bắc Thái Lan vẫn còn ngập nước. Lũ lụt liên tục đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng và các cộng đồng dân cư đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và hậu quả mà bão để lại. Sự kết hợp giữa lũ lụt nghiêm trọng và nguy cơ lở đất đang đến gần, đang làm cho cuộc khủng hoảng ở những khu vực bị ảnh hưởng này trở nên đáng lo ngại. Tại Thái Lan, tỉnh Chiang Rai ở phía Bắc đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà và làng mạc ven sông đã bị ngập, khiến hoạt động cứu hộ trở nên phức tạp. Kể từ giữa tháng 8, ít nhất 33 người ở Thái Lan đã tử vong do các sự cố liên quan đến mưa, với 9 trường hợp tử vong được báo cáo chỉ riêng trong tuần này. Myanmar thông báo vào ngày 13 tháng 9 rằng ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 235.000 người phải di rời do cơn bão. Hàng triệu người trên khắp Đông Nam Á đang phải đối mặt với hậu quả tàn phá của Yagi, khi nhiều khu vực vẫn bị cô lập, mất điện, mất nước. Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo rằng nhiệt độ của đại dương tăng cao đang dẫn đến những cơn bão dữ dội và gây tàn phá nghiêm trọng hơn. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 7, biến đổi khí hậu đang khiến cho các cơn bão hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh hơn và lưu lại trên đất liền lâu hơn. Các quốc gia đang phát triển không đóng góp nhiều vào quá trình gây ra biến đổi khí hậu như các nước phát triển, nhưng lại đang phải gánh chịu những tác động nghiêm trọng nhất, theo các chuyên gia. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết cần phải hành động để đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hiện tượng này. Mùa bão khốc liệt, dự báo bao nhiêu cơn bão đổ bộ đất liền. Theo báo Lao Động,
cơ quan khí tượng nhận định trong 3 tháng tới, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo diễn biến ENSO trong 6 tháng tới, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Về hiện tượng ENSO, dự báo thời kỳ từ tháng 9 tháng 11 năm 2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, dự báo hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75%. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào những năm La Nina tác động thì diễn biến mưa lũ khốc liệt hơn so với những năm bình thường. Gần đây nhất là năm 2020 cũng có kịch bản ENSO tương đồng khi đầu năm trạng thái El Niño vào cuối năm chuyển sang pha La Nina. Năm 2020 là năm kỷ lục của nhiều loại hình thiên tai. Dự báo về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình nhiều năm có khoảng 5,9 cơn xoáy thuận nhiệt đới hoạt động. Dự báo số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền trong 3 tháng tới có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình có 2,9 cơn và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Điều cần đặc biệt lưu ý trong thời gian sắp tới của mùa bão 2024, cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trung bình có 1,4 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền. Ngoài ra, ông Lâm cũng khuyến cáo trong giai đoạn nửa cuối năm, bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về tình hình hải văn, từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 9, do ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Tây Nam, bão và áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện sóng cao từ 2-3m, có lúc trên 3m. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024, do ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Đông Bắc và sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, nên ngoài khơi vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện sóng cao từ 2-4m, có lúc trên 4m, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý các bản tin cảnh báo thời gian xa thường mang tính chất dự báo xu thế. Vì vậy, để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hành hàng ngày. Xuất hiện bão Bebenca gần Philippines trên đà thành cấp cuồng phong. Theo thông tin từ báo Người Lao động, cơ quan thời tiết Philippines vừa đưa ra cảnh báo về cơn bão Bebenca hiện đang di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Dự báo của cơ quan này cho thấy rằng vào tối ngày 13 tháng 9 giờ địa phương, cơn bão có thể mạnh lên thành một cơn bão cuồng phong. Theo thông báo từ cơ quan thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, Pagasa, vào ngày 12 tháng 9, cơn bão Bebenca đang ở vị trí cách trung tâm Luzon khoảng 1.975 km về phía đông và vẫn chưa vào khu vực trách nhiệm của Philippines, VAR. Tờ Grappler cũng cập nhật rằng cơn bão Bebenca hiện đang di chuyển với tốc độ khá nhanh là 30 km/h, với sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 95 km/h và có thể giật lên tới 115 km/h. Dự báo cho thấy Bebenca sẽ tiếp tục mạnh lên thành cuồng phong vào tối ngày 13 tháng 9. Cơn bão dự kiến sẽ tiến vào VAR vào chiều hoặc tối cùng ngày và sẽ được gọi với tên địa phương là Ferdai. Bebenca có thể lưu lại khu vực này trong vài giờ và chỉ đi qua vùng biển gần ranh giới đông bắc của VAR. Mặc dù hiện tại cơn bão còn cách xa đất liền của Philippines, Bebenca vẫn có thể gây ra mưa lớn tại nhiều khu vực trong quốc gia này. Trong khi đó, theo thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản,
tính đến chiều tối ngày 12 tháng 9 giờ địa phương, Vebenka đang di chuyển về phía bắc, tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và sức gió lên tới 126 km/h. Tờ Kyodo đưa tin rằng cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào phía nam của đảo Okinawa và khu vực đảo Amami ở phía tây nam Nhật Bản vào cuối tuần này. Các cơ quan chức năng tại Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo rằng cơn bão số 13 trong năm 2024 có thể mang theo gió mạnh và biến động ở nhiều khu vực, đồng thời có nguy cơ gây lũ lụt, lở đất, thủy triều dâng cao và mực nước sông tăng. Người dân được khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và tránh ra cửa sổ để đảm bảo an toàn, vì gió mạnh có thể quật đổ cột điện và gây thiệt hại cho các công trình. Ngoài ra, theo thông tin từ Bloomberg, bão Vebenka cũng được dự đoán sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông của Trung Quốc tại các khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 giờ địa phương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão với tên gọi địa phương là Vebenka sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 2 theo thang Saffir-Simpson. Cơn bão có thể gây mưa lớn, ảnh hưởng tới các nhà máy lọc dầu và kho cảng nhập LNG, cũng như làm tê liệt hoạt động vận tải tại khu vực này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.